hai người thiện ký đời này, tự điều các dục, tự xây thành trì. Như nước kia chảy trượt đi, lá sen chẳng động, sầu bi nào còn. Đó là khổ thơ của Hòa Thượng Duy Đức. Dạ, con đã kể xong ạ. Cảm ơn huynh Quách Thanh Na đã bắt bài. Dạ, con xin gửi mít lại cho đạo tràng ạ. Sa thu nan tai sita chân đạo nam mô vuttha giá nam mô tham ma gia nam mô sang kha giá kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng kính đảnh lễ đại đức minh hạnh kính đảnh lễ đại đức pháp tín kính chào cô tu nữ tham ma chari cô tu nữ phúc hạnh cùng toàn thể các quý đạo hữu trong room dạ con xin đề kệ kinh vô pháp cú số ba ba sáu và cảm ơn sĩ rằng đồng xin trần đạo cho biết nghe rõ Yo che tang sa te cham ming tan hang lo ke du rak cha yang suka tam ha pa pa tan ti Uda bindu va pokhara yo che tang sahate chamming tan hang loke durakya yang suka tam ha papa tan ti Uda bindu va pokhara yo che tang sahate chamming tan hang lo ke du rak cha yang suka tam ha pa pa tan ti uda bindu va pokhara. Ai sống trong đời này ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Bản dịch của ngài Minh Châu. Ai người thiện trí đời này tự điều các dục, tự xây thành trì. Như nước kia chảy trượt đi, lá sen chẳng động, sầu bi nào còn. Bản phổ thơ của ngài Di Đức. Dạ nam mô Phật Thầy, dạ con xin được xin biết. Dạ mến mời Xích Lạc Lê nha. Xích Lê mới vào room. Xích Lạc Lê có thể đến kỳ được không? Alo. Để bắt ta ra cho bài học. À, mến mời Xích Lạc Lê nha. Alo, Phát Thanh Nai, Xích Lạc Lê vừa vào room. Xích Lạc Lê, Xích Tâm Phương á. Chắc Xích Lê cầm mic cũng được hay sao? Alo, Xích Lạc Lê có nghe tiếng được, Phát Thanh Nai không vậy? Alo, không thấy tín hiệu. Không thấy tín hiệu của Xích Lạc Lê. À, nếu mà Xích Lạc Lê chắc là không cầm mic được hay là không thể lên được. Vậy Phát Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng chúng ta tỉnh Pháp Sư trước kia cũng tìm Đại Đức Pháp Tín lên giảng từ vựng bài kinh Pháp Cú số 337 và trường tọa Tây Quyền sẽ giảng ý nghĩa và duyên sự tiếp sau. À, Phát Thanh Na xin được kính mời toàn thể đạo tràng. Brahmacaloka-thipati-sampati Katanjari-anthi-varang-ayacatha-santitha Sattaparayakha-jati-kate-se-tu-thammang Anukampi-mang-pachang Sattamma-pering-vinayancha-kayang Sutanja-pandang-apitama-chammang Ako tayanto chatusak chadandang papo tanaye
Parisayamate Evang sampati pramma bhagavantam Ayajata tunhi bhavenatam Putto karunyena thivasaya Tanha vuthaya padena vikhadayang tato khato Panchavakaya dayonaye amangpaye sithamato Tato paputi samputto anuna thammadesanang Makhavatsani desa sisattanang Atthasittakang tena sathuvayo pante Desa tuthammadesanang Sapayitha parisaya anukampampi Katave Vô minh na quả của nhân na hành Cội căn na giác ta dẫn chúng sanh luân na hồi Biển trần khổ nổi trôi chìm đắm Bị ngũ ma vây nắm chuyện gì Vậy nên cầu đấng từ bi Tạo thuyền bát nhã trái đi vớt người Đưa qua chốn tốt tươi yên tình Bờ niết bàn chẳng dính chân ai Như đèn rọi suốt trong ngoài Chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan Pháp vi chấm khải hoàn Râm a rô Luật đà vi như đại cổ hoàng dương Kính như dây buộc trên rường Luật như mặt trống vẽ đường vô minh Tứ diệu đế đó hình rủi trống Dòng khua tan giấc mộng trần gian Chúng sanh tất cả bốn hàng Như sen trong nước minh quang luống chờ Trời lỗ mọc đặng nhờ ánh sáng Chỗ hoa lành rải tảng mùi hương Pháp màu ánh sáng phi thường Chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui Phàm thiên vẫn ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhầm lời nhưng chẳng gì hơi Quyết lòng mở đạo dạy đời Nhắm vườn lộc giả ngài rời chân sam Thuyết pháp đồ các hạng đệ tử Có năm thầy thính dự pháp từ Đó là nhóm kiều trần như Được nếm hương vị hữu dư niết bàn Rồi từ đó mở mang giáo pháp Bốn mươi lăm hạ gia vẹn toàn Một lòng chẳng thôi không mòn Những điều lợi ích hằng còn lâu năm Cả tam giới thừa ân phổ cập Đám mưa lành rưới khắp thế gian Bởi nhân cơ tích rõ ràng Thỉnh ngài thuyết pháp nói đàng từ bi Chúng con ngồi khắp chốn ni Tối mê cầu đặng trí chi vẹn toàn Dạ Nam Mô Phật Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sẵng Khai Giá Dạ Kính Bạch Chư Đại Đức Tăng Chính Thưa Quý Tu Nữ cùng Toàn Thể Đạo Tràng Dạ Sau Phần Đệ Bái Tam Bạc Tỉnh Pháp Sư Dạ Thay Mặt Đại Chúng Trong Rung con xin được thành kính cung thỉnh đại đức pháp tín từ bi hoan hỷ thuyết giảng từ vựng bài kinh pháp cú số 337
Dạ, không biết là Đức Pháp Tín đã trở lại Rome chưa ạ? Nếu là Đức Pháp Tín đã trở lại Rome, con xin được thành kính cung thỉnh Đại Đức. Dạ, thấy đấy, Đức Pháp Tín đã giơ tay, con xin được cung thỉnh Đại Đức. Từ bi hoan hỷ thuyết giảng, từ vựng bài kinh Pháp Cú số 337, Nam Mô Phật Thà Gia. Dạ, kính tỉnh Đại Đức. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến thượng tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta bắt đầu học bài mới, đó là câu kệ Pháp Cú Kinh số 337. Như thường lệ, chúng tôi sẽ đọc qua 3 lần, sau đó sẽ đi vào phần thỉnh nghĩa tụi vừng. Tăng vô quá đà mi phát đăng vô, tăng vô quá đà mi phát đăng vô, tăng vô quá đà mi phát đăng vô. Gia quan tết thác sát ma gát ta, gia quan tết thác sát ma gát ta, gia quan tết thác sát ma gát ta. Tàn hà giác mù lăng khát nát thác, tàn hà giác mù lăng khát nát thác, tàn hà giác mù lăng khát nát thác. U si rắc thô quá bi rắc năng, u si rắc thô quá bi rắc năng, u si rắc thô quá bi rắc năng. Ma vô nát lăng quá sô tô quá, ma vô nát lăng quá sô tô quá, ma vô nát lăng quá sô tô quá. Ma rô phần chí bu nát bu năng, ma rô phần chí bu nát bu năng, ma rô phần chí bu nát bu năng. Kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái đại từ tăng. Tăng nó xuất từ phát từ đại từ tát, do nó được chia theo đối các số ít, thành ra nó trở thành tăng. Tăng có nghĩa là này hay là điều này. Tăng có nghĩa là này hay là điều này. Vô, vô nó cũng là một cái đại từ, đại từ mát danh, nhưng mà do nó được chia theo đối cách xuống nhiều, thành ra nó trở thành vô. Vô có nghĩa là các con. Vô có nghĩa là các con hay là chúng con. Quát đà mí, quát đà mí trong trường hợp này nó là một cái động từ. Quát đà mí có nghĩa là ta nói. Quát đà mí, ta nói. Ở cái tiếp theo đó thì chúng ta sẽ lấy một lượt hai cái từ luôn. Phát đăng vô, phát đăng vô có nghĩa là điều tốt đẹp đến với các con. Phát đăng vô, điều tốt đẹp đến với các con. Phát đăng có nghĩa là tốt đẹp, hiền thiện, may mắn. Vô có nghĩa là các con. Gia quan tết thá, gia quan tết thá ở đây thì chúng ta phải tách ra.
gia quanh, gia quanh tết thá có nghĩa là gia quanh tô cộng với ép thá, gia quanh tô cộng với ép thá, gia quanh tô cộng với ép thá. Ô mà nó gặp e thì coi như là ô nó bị mất đi, thành ra chúng ta còn lại là gia quanh tết thá. Vậy thì gia quanh tô, gia quanh tô có nghĩa là nhiều, gia quanh tô có nghĩa là ép thá ở đây hay là thế gian này, ép thá ở đây hay là thế gian này. Samagata, Samagata có nghĩa là tụ hội. Samagata, tụ hội. Tanhaya, một danh từ rất là quen thuộc, ái dục. Ái dục, Tanhaya là ái dục. Mu lăng là gốc rễ. Mu lăng là gốc rễ. Khanatha, Khanatha có nghĩa là hãy, hãy đào lên, hãy nhổ bỏ. Khanatha, Khanatha là hãy đào lên, hãy nhổ bỏ. Đây là một cái tha động từ. Khanatha. Usiratho, Usiratho, Usiratho có nghĩa là gốc rễ cỏ. Xì ra thôi, gốc rễ cỏ. Vá ví như, vá có nghĩa là ví như. Bi ra năng, bi ra năng có nghĩa là cỏ bi ra ná. Bi ra năng là cỏ bi ra ná hay là cỏ bi. Ma, ma nó là một cái bất biến từ, ma có nghĩa là không, ma có nghĩa là con không. Vô, vô là các con chúng ta đã biết rồi, các con chúng ta đã biết rồi. Nát lăng, nát lăng có nghĩa là cỏ sậy hay là cỏ lao, cây lao sậy đó. Nó là vá là ví như, vá là ví như chúng ta đã biết rồi. Sô tô, sô tô có nghĩa là dòng nước. Sô tô có nghĩa là dòng nước. Soto, soto, soto là dòng nước. Soto ít sốt, soto dòng nước. Và quá thì chúng ta đã biết rồi. Maro, maro có nghĩa là ma hay là ma vương. Ma hay là ma vương.
Phân chí là đã phá hoại. Phân chí là đã phá hoại. Bu nắp bu năng có nghĩa là mãi mãi hay là lặp đi lặp lại. Bu nắp bu năng rồi, vậy thì chúng ta đã lướt qua được phần từ vựng rồi. Tri ân Phật tử Như Quỳnh rất nhiều. Tăng vô quát đa miết phát năng vô gia quan tết thác sa ma gát ta tan ha giáp mu lăng khát nát thác u si rác thô quát bì ra năng ma vô nát lăng quát sô tô quát ma rô phân chí bú nát bú năng. Có nghĩa là đây điều lành ta dạy, các người tụ hợp đây hãy nhổ tận gốc ái như nhổ cỏ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dòng nước cỏ lao. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Bây giờ thì chúng tôi đã hoàn thành phần từ vựng rồi. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Tề Quyên đã quang lâm vào room. Một lần nữa xin thành kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào đại chúng ở trong room. Giờ đây con xin được thay mặt hội chúng ở trong room xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tề Quyên thuyết giảng duyên sự và ý nghĩa của câu kệ Pháp Kinh số 337 và Sa Thú Lành Thai. Con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa rồi, con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Thưa nghe rõ không ạ? Cảm ơn cô Như Quỳnh. Chúng con thành kính đảnh lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng kính lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh, đến Đức Phật tính cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đại quý tu nữ cùng chư Phật tử, giờ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakkhawa Buddhang Phakkhawantang Apiwa de miso akato phakkawata thammo thammang namma asami supatipanno phakkawato sāvaka sangho sangkhang nammāmi. Chúng đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nguyện nhờ quý đức Tam Bảo hàng do hậu đến Chư Tôn Đức Tăng, quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Thầy Giá. Chị kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay chúng ta học câu phúc cố số 337 là cái câu cuối trong cái tích truyện hôm nay. Có thể nói rằng trong cái câu chuyện này thì nếu mà những người Phật tử hiểu biết Phật pháp một chút xíu thì phải nói đến con cá vàng để chúng ta hiểu ngay. Con cá vàng tức là cái con cá nó có màu vàng óng ánh rất là đẹp, nhưng cái miệng nó thì rất là hôi thối. Thì có lẽ quý vị đã nghe các giảng sư vào những ngày trước đã trích dẫn về cái chuyện này rất là nhiều. Bởi vì từ 34, 35, 36 hôm nay chúng tôi là 37, nhưng cũng nói sơ qua lại để cho chúng ta nhớ thêm. Thì cái câu chuyện này là câu chuyện với con tử con cá vàng. Thì khi Đức Phật ngài ở tại Kỳ Viên á, ngài đề cập đến cái con cá vàng Kapila Macchá. Từ về câu chuyện quá khứ á, thì thời vào cái thời Phật Ca Diếp, lúc ngài Niết Bàn có hai trong một gia đình giàu có, xuất gia là Sa Môn, người anh tên là Sô Thá và người em là Kapila, cả người mẹ Sa Thi Ni và người em gái Tapana cũng xuất gia làm Tỳ Kheo Ni. Khi xuất gia, cả hai anh em đều lập tròn bổn phận với bậc thầy tế độ và các vị giáo thọ một cách thành kính. Thì một ngày nọ mới hỏi thầy: bạch thầy, trong giáo pháp này có bao nhiêu cái bổn phận chánh yếu mà chúng con cần phải làm? Thì
Nghĩa là vậy là có hai cái bổ phận được nhiệm vụ, là pháp học hay là pháp hành. Nghe thế người anh nó nghĩ thầm, người ta sẽ hoàn thành bổn phận thiền định và ở lại bên vị bổn sư của chúng ta, của chúng ta 5 năm. Và sau đó nhận một đề mục ngày quán cái tuệ giác và con đường sâu để nỗ lực hết sức mình và chứng đắc thánh quả A-la-hán. Rồi về, còn về người em á, thì khi còn trẻ nghĩ rằng khi nào ta già ta mới đi thiền định. Thầy chọn bổn, thầy chọn theo cái pháp học. Và thầy học rất là giỏi, học thuộc lòng tam tạng kinh điển, đào thông kinh tạng, tam tạng kinh điển. Và có nhiều người đầu chúng và được nhiều cái lợi dưỡng. Và trên cái sự thành tựu đó, vị ấy say sưa với kiến thức đa văn của mình, đào thông kinh tạng, luật tạng và luận kinh luật luận. Rồi do đó thì khởi lên cái sự thích thú với đầu chúng và cái sự lợi dưỡng. Và bị đây coi như là bị cái ác ma nó chi phối, không ma tham lam đó, nó chi phối, và thầy trở nên tự phụ hay chỉnh sửa, và chúng tôi là sửa lưng người khác. Khi người ta nói đúng thì thầy áp lực, thì bảo là sai. Khi người ta nói sai thì bảo là đúng. Có tội thì ta nói là vô tội, và vô tội thì thầy biện luận cho là có tội. Thì các vị tỳ kheo có đức độ hiền đức thường khuyên thầy không nên nói như vậy. Các vị thấy về pháp và lực và Phật pháp, nhưng các vị lá trả lời các ông biết được gì? Hỡi những con cá rỗng. Và thầy lại tiếp tục nhục mạ các thầy tỳ kheo khác. Và thế là các vị tỳ kheo cũng kể lại cho cái vị sư huynh của thầy này là Sô Thánh Á. Thì Sô Thánh Á cũng đến khuyên cái người em của mình này, các vị lá, với cương vị là tỳ kheo, em không nên xử sự như thế, không nên khinh thường người khác và bác bỏ những lời chân thật khuyên nhủ của người khác, và không nên nói năng như vậy. Nhưng Kapila chẳng màng đến lời khuyên của anh mình, của sư huynh mình, mà Sutana kiên nhẫn khuyên hai lần ba lần, Kapila cũng không đếm xỉa gì tới. Thì thế là thầy chỉ có biết nói này, sư đệ sẽ mang cái tiếng xấu vì những hành động xấu của thầy đây. Thế là Kapila cư xử và kết hợp với một số đồ chúng cũng tệ hại như thầy đó ngày nọ, thì thầy tự hỏi ta sẽ tùng tuyên luật tạng tại pháp đường để cầm quạt lên tòa tuyên đọc luật với câu hỏi thường lệ. Thưa các đại đức, chúng đại nhóm, có ai cần pháp lồ? Thì các tỳ kheo mới nghĩ thầm, trả lời cho ông này cũng chẳng có lợi ích gì, tất cả im lặng. Kapila mới nói tiếp, này chư huynh, ở đây không phải không có giáo lý, cũng không có, nếu như vậy thì ở đây không có giới luật, cũng không có giáo lý. Các vị có nghe được mà đụng tập tụng lực, cũng như nghe cũng như không nghe thôi. Và nói rồi Kapila xuống tòa và không có thiết giới như thế, thì nó làm chậm trễ về việc coi như là giảng dạy trùng tuyên của Phật pháp và vào thời Đức Phật Ca Diếp. Thì trong cái thì trưởng lão Sô Thánh Á niết bàn, và sau đó Kapila với cái thái độ và cái cách như vậy, sau khi chết sanh vào Hà Tỳ địa ngục, và em gái và mẹ của ngài cũng a tùng theo để chế nhiễu các vị tỳ kheo hiền đức khác cũng sanh vào địa ngục. Thì thời ấy có 500 tên cướp, một ngày kia chúng bị rượt đuổi, phá chạy vào rừng. Chúng tìm một nơi nương náu, chúng gặp những vị ẩn sĩ, chúng chào thưa bạch ngài hãy cho chúng con nương tựa. Vị ấy trả lời, không có nơi nương tựa nào bằng đạo đức, tất cả có thể giữ năm giới được không? Thì chúng bằng lòng giữ gìn năm giới. Cái vị tôn giả ẩn cư khuyên họ, thì các ngươi, nếu các ngươi đã thọ giới, cho dù mạng sống bị đói dỏ như thế nào, các ngươi cũng không nên phá giới hay có tư tưởng ác được. Các tinh cướp hứa sẽ giữ giới lực đã thọ trì. Dân làng đủ tận nơi ẩn náu của bọn cướp giết hết tất cả. Và những tinh cướp này vì cái sự thọ giới, và họ sanh vào sanh vào thiên giới. Sau khi sanh nhiều lần ở các cõi trời,
là và nhiều nhiều lần ở ở giữa thời kỳ của hai vị Phật tái sinh và vào một cái là vào hai vị Phật và sau đó chúng lại tái sinh vào cái thời Phật hiện tại trong một cái làng chài có 500 gia đình gần thành Xá Vệ. Thì vị thiên chủ đầu thai đầu tiên của nhà ông xã trưởng làng, còn vị đầu thai còn vị còn lại thì đầu thai vào cái nhà kia. Thế tất cả 500 đều đầu thai đều sanh trong một lượt. Ông xã trưởng nghĩ thầm, không biết hôm nay có một cậu bé khác chờ đợi hay không, cho người kiếm khắp làng, tất cả đều là tái sinh vào một nơi. Các cậu này sẽ là bạn của con trai ta, ông nghĩ như vậy và gửi thực phẩm đến các cái nhà nuôi hết các cái cậu bé đó để chúng lớn lên chơi đùa với nhau, kết bạn và cùng lúc trưởng thành. Thì chàng trai lớn nhất ấy, là một người danh tiếng, được trọng vọng và làm thủ lĩnh cả nhóm. Còn nói về Kapila, sau khi thọ khổ ở địa ngục A Tỳ vô số, trôi qua cái thời gian giữa hai vị Phật, tức là giữa Phật A Diếp và giữa Phật Thích Ca của chúng ta đó, thì do dư báo ác nghiệp lúc tái sinh làm con cá nơi dòng sông Achiravati. Mình cá thì màu vàng rồng, nhưng hơi thở của nó vô cùng hôi thối. Thì đến câu chuyện hiện tại, cái nhóm dân chài và con cá hôi. Một ngày kia, đám bạn thanh niên ấy bảo nhau tay tung lưới kiếm một ít cá, họ lưới quăng xuống, xu khiếp con cá vàng lọt vào lưới. Khi dân chài trông thấy cá, họ mừng rỡ kêu lên: các con cá, các con chúng ta lần đầu tiên bổ lưới nhưng được tóm được cái con cá vàng, thế nào cũng được đức vua ban thưởng một cách hậu hỷ. Và đám bạn thanh niên này đem con cá đến cho vua. Thấy con cá, vua hỏi: cá gì vậy? Đám thanh niên trả lời: bạch đại vương, đây là một con cá. Và đức vua cũng nhận ra đó là một con cá vàng. Vua nghĩ thầm: Đức Thế Tôn sẽ biết vì sao cá này màu vàng. Vua liền ra lệnh mang đến cho Đức Phật. Thì cá vừa đi đến thì cá mở miệng ngáp. Cả kỳ viên tỉnh xá tràn ngập mùi hôi thối. Vua bạch Phật: bạch Thế Tôn, duyên cớ gì con cá có màu vàng và tại sao hơi thở của hôi thối đến thế? Bạch này đại vương, vào thời Phật Ca Diếp có con cá ấy là một vị tỳ kheo tên là Kapila Đa Văn, được đồ chúng đông đảo. Do vì buông lung theo lợi dưỡng, ông ấy đã mắng chửi lăng mạ các thầy tỳ kheo không theo mình. Ông gây chậm trễ trong một việc truyền bá Phật pháp và bị đọa vào A Tỳ địa ngục. Sau khi ác nghiệp đầu thai là con cá, do nhân duyên giảng sai Phật pháp, Phật tụng đọc câu kinh điển tán thán trong thời gian khá lâu, nên mình con cá ấy nó vàng, hơi thở nó hôi thối là do mắng chửi các thầy tỳ kheo. Này đại vương, Như Lai sẽ khiến con cá kể lại chính mình đây. Và Đức Phật này dùng cái thần lực của Ngài để con cá ấy trả lời. Đức Phật hỏi con cá: ngươi có phải là Kapila? Bạch Thế Tôn: con là Kapila. Ngươi từ đâu đến? Bạch Thế Tôn: con từ A Tỳ địa ngục. Còn anh của ngươi Sotana sao rồi? Bạch Thế Tôn: anh ấy đã nhập Niết Bàn. Còn mẹ ngươi ở đâu? Bạch Thế Tôn: cũng bị vào đọa địa ngục. Em gái của ngươi đâu? Tapina thì sao? Cô gái cũng bị đọa vào địa ngục. Giờ ngươi ở đâu? Bạch Thế Tôn: con ở Bạch Thế Tôn ngục, địa ngục A Tỳ. Nói xong, con cá ăn năn đập đầu chết và tại chỗ và tiếp tục tái sanh của A Tỳ địa ngục. Thì thính chúng vây quanh đều xúc động và lông tóc dựng ngược. Đức Phật mới lần lượt thường phục bằng cái bài pháp thích hợp: hãy sống trong chánh kiến, hành tu hạnh thanh tịnh, đạt một sáng đẹp quý hơn cả tất cả. Người sống đời phóng dật, ai tăng như dây leo, nhảy đời này đời khác như vượn tham quả rừng. Ai sống trong đời này, ai bị ái dục buộc ràng, sầu khổ sẽ tăng trưởng như cỏ bị gặp mưa. Ai sống trong đời này, ái dục được hàng phục, sầu rơi khỏi người ấy như giọt nước lá sen. Và câu số 337: đây là điều lành ta dạy các ngươi tụ họp đây, hãy nhổ tận gốc ái
như nhổ gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại như dùng nước cỏ lau. Thì kính thưa quý vị, đọc qua cái câu chuyện, nghe qua cái câu chuyện này thì chúng ta mới thấy điều thứ nhất, cái lời nói nó không là dao, nó không là đau, nhưng cắt nhau, chém nhau đau, cắt nhau chảy máu, chém nhau thật đau. Lời nói mà ác, lời nói mà xấu sẽ nguy hiểm vô cùng cho chính chúng ta. Khi chúng ta vô tình mà bị xúc phạm, mà ở đó chính là chư tăng, hồi xưa là chư thánh hiền tăng, đây là cái điều nguy hiểm vô cùng và vô cùng. Cái điều thứ hai nữa, chúng ta biết chánh pháp mà chúng ta chỉnh là phi pháp. Phi pháp chúng ta cho là chánh pháp, phi luật chúng ta cho là luật, không phải là luật chúng ta cho đó là luật, đặt chế ra, chỉnh sửa sai. Nó rất là nguy hiểm. Bây giờ một vị pháp sư ngồi tòa đó, nó rất là quan trọng. Mình giảng dạy Phật pháp cho người ta, mình chỉ dẫn Phật pháp cho người ta, mình giảng giải về kinh luật luận phải căn bản, không có nói tầm bậy được. Ăn bậy chứ không có nói bậy. Cái điều gì phi Phật ngôn thì chúng ta phải đó xác định là cái điều này chúng ta hiểu, chúng ta biết như vậy, chứ không phải là mang tính kinh điển. Có nhiều thầy, có nhiều sư lại tự sáng tác ra những câu chuyện và đóng mạc đó như là lời Phật, thì cái đức mình hết sức nguy hiểm. Hay là nhiều khi do chúng ta bị một cái si mê, bị một cái mù quáng mà chúng ta lại thực hiện đi, cái điều đó là chánh pháp cần phải tôn thờ, chánh pháp cần phải giữ gìn quy nguyên bản sắc của nó mà chúng ta lại đổi. Thì chúng ta thấy ngày hôm nay á, tại sao mà có trường phái Nguyên Thủy và trường phái Tân Tiến giữ gìn nguyên thủy những lời Phật dạy và cải cách cái lời nói của Phật để đúng hướng, để đúng cái cách sống vân vân, thì cái đó chẳng qua là những người đó làm không đúng. Chứ cái bởi vì quý vị cái nào cũng cũng nói như thị ngã văn, xong cái là đóng vô cái mặt như thị ngã văn, như vậy tôi nghe, thì chúng ta phải xét lại. Bởi vì Đức Phật ngày trước khi lên đường tịch diệt á, ngày hay lắm, ngài bảo sau khi Như Lai tịch diệt, có một cao đồ nào, có một người lớn lao nào mà tự xưng cho rằng đây là lời dạy của ta, đây không phải là lời dạy của Phật, đây là lời dạy của Phật, các ngươi đừng vội tin, cũng đừng vội bỏ, mà hãy thực nghiệm, hãy quan sát, thấy thiện pháp tăng trưởng, ác pháp thối giảm. Đó là lời dạy của Như Lai. Khi thực hiện thấy rằng ác pháp tăng trưởng mà thiện pháp không có tăng trưởng, thì đó là không phải lời dạy của Như Lai. Khi thực hiện mà thấy ác pháp tăng trưởng mà cứ tăng mãi, thì đây là không phải lời dạy của ta. Thì kính thưa quý vị, nếu chúng ta học hiểu được Phật pháp thì chúng ta mới thấy rằng một cái lời nói đúng đắn, một cái lời nói chính xác, một cái lời nói rõ ràng, nó khó nghe, nhưng đó chính là cái chân ngôn chánh truyền. Một vị pháp sư được lợi khẩu, có nhiều văn hoa chữ nghĩa, thì chúng ta coi chừng, chưa chắc là người ta thuyết cái chánh tạng, người ta thuyết cái chính xác cái lời Phật nói đâu, mà nhiều khi cái đó chính là cái điều mà nó sai lầm, nó sai lệch mà chúng ta không đoán, không bắt được. Thì điều này rất là tiếc. Cho nên vì vậy cái sự tu tập, cái sự chuẩn xác, nó là một vấn đề cần thiết trong quá trình tu tập. Chúng ta không vì bị phe nhóm, chúng ta không phải vượt qua cái lợi lộc, vượt qua cái lợi dưỡng, vượt qua cái lợi lạc, vượt qua cái danh xưng. Mà đôi khi mình nghĩ rằng nếu mà nói mình không biết á, thì người ta cười mình. Cho nên mình nói tầm bậy, lại là nghiệp luân hồi nó cười chúng ta, ma vương nó cười chúng ta, nó thích chúng ta làm như vậy. Biết thì chúng ta mới nói, biết không đành mà nói là nói tầm bậy, biết không chắc nói cũng là tầm bậy luôn, mà phải biết chắc. Và điều nào chúng ta nhớ chúng ta mới nói, còn không thì chúng ta cứ giơ tay đầu hàng, không sao hết. Có những câu hỏi hỏi chúng tôi cũng chấp nhận là câu này thì mình chưa có thể giải quyết được, để mình sẽ thọ trì lại, chứ mình không giảng bằng cái tư kiến được, không giảng bằng một cái hiểu biết của mình. Mà nếu như cái đó mà chúng ta không có dựa trên pháp và lực, chúng ta không có dựa trên
giáo điển kinh, giáo nghĩa kinh điển, thì chúng ta tự tự nguy hại mình, tự làm hại cho mình, mà điều đó không tốt đẹp, quý vị nhớ như vậy. Và trong cái tinh thần Phật pháp, ví dụ là những người hộ đạo hộ pháp, chúng ta thấy chúng ta đừng có cái sự phê phán, cho rằng pháp sư này giảng hay, pháp sư kia giảng không hay, người này giảng nó khô quá, người kia giảng nó ở nay quấn ước ác quá, thì tất cả cũng sai lệch luôn. Mà cái điều gì mà chúng ta nghe mà chúng ta chưa hiểu, mà nếu như giảng giảng mà nó đơn giản, khi giảng giải ra vị ấy giảng đơn giản, bởi vì vị ấy không dám giải thích nhiều, bởi vì không có kiến văn về từ nghĩa lý, cho nên vị ấy không có có thể lào thông, có thể coi như giảng cho chúng ta nghe một cách một cách rõ ràng, mà vị ấy nói rất là ngắn hay rất là gọn, thì chúng ta hãy mài dũa và chúng ta cố gắng chúng ta lột tả cái ý nghĩa đó đi ra, thì nó là tốt đẹp. Chứ còn nếu như mà vị thầy đó, vị hướng dẫn đó mà cứ trả lời một cách tức là chung chung, hay trả lời một cách tức là biện luận, ngụy biện, thì chúng ta coi chừng, khi chúng ta nghe không chừng, chẳng những không tốt mà nó càng nguy hiểm cho chính chúng ta, là chúng ta phạm phải một điều mà hết sức là tác hại. Đó chính là chúng ta đã chỉnh sửa, hay chúng ta tự làm mất đi cái giá trị nguyên nguyên của Phật pháp, mà đây là cái tội rất là lớn. Quý vị biết cái đó làm trận trận cái phước trí của chúng ta rất là lớn. Ngày hôm nay bá môn nhiều người giảng thuyết tự xưng là Như Lai tái thế, chân truyền Thích Ca, trời ơi, nói nghe nhiều cái chuyện mà nó khủng khiếp luôn. Đó có như y như trong kinh vậy. Nhưng quả thật họ không có nói như lời nguyên thủy của Phật, mà họ nói bằng những cái gì đó mà họ tu tu, họ nghiệm nghiệm, họ suy suy, họ chứng chứng, họ đắc đắc, mà cái lòng suy suy chứng chứng đắc đắc của họ nó không có cái gì hết. Cho nên vì vậy, bởi vì Đức Phật ngài dạy cái câu kinh này rất là đặc biệt, là sao? Đây đều là ta dạy các ngươi hội tụ nơi này, hãy nhổ tận gốc đái, như gốc ái, như như là nhổ cái gốc cỏ bi, chớ để ma phá hoại, như dùng nước cỏ lau. Kính thưa quý vị, Đức Phật ngài dạy cái gì? Đây là điều lành ta dạy, tức là ngài dạy trên cái tinh thần pháp và luật kinh dạy. Nếu mà về giới luật á, thì những điều nên hành cần phải hành, những điều không nên, những điều mà hành không đúng thì Đức Phật cũng chỉ dạy hành không đúng. Ngài đã nói đây là những pháp đưa đến sự chấm dứt, đưa đến sự ly dục, đi ác bất thiện pháp, như là chứng các tầng thiền, hay là 37 pháp trợ đạo bồ đề, là chính là những lời dạy mà Đức Phật ngài ngài đã giảng dạy, ngài đã chỉ cho ta. Đây là điều lành. Điều lành tức là những pháp ngài giảng dạy cho chúng ta. Những cái pháp đó đến từ chuyển mê, khai ngộ, ly khổ, đắc lạc. Những pháp đó tức là những pháp tu tập để đoạn khổ, để diệt khổ, để cắt trừ được cái nhân sanh và không cho quả khổ nó xuất hiện. Nếu như các thầy tỳ kheo biết họ tụ hội với nhau trong cái niệm đoàn kết, trong ý niệm của lục hòa đó mà chúng ta học những bài trước ở bên Trung Phật Pháp Quốc Tha Tha Má đó, đó, đó thì kính thưa quý vị, thì chúng ta sẽ được an lành, chúng ta sẽ tốt đẹp. Và nó hãy nhổ tận gốc rễ tham ái, đây tức là nhân sanh khổ, chúng ta phải biết nhổ tận nó. Tức là cái tham ái này cần phải đoạn trừ. Cái tham ái này cần phải được đoạn trừ xuyên qua các pháp tu như là bất tịnh, như là quế trường, hay hoặc là các pháp vô thường, các pháp khổ não, các pháp vô ngã, để mới thấy được, để thấy được tất cả nó là giả, tất cả nó chỉ là samudaya, sách chát, tức là chỉ là tục đế, nó không có sự thật, nó chỉ là được định danh, nó tưởng là định hình, đây là con ta, đây là tài sản ta, người ngu suy nghĩ quấy thân mình, còn không có con đâu, tài sản đâu, mới ước định ở đây là con mình, con gái, con trai, cháu chắc, vân vân, dâu rể gì đó, tất cả chỉ là một vai trò của giai tầng thiết lập ở trong cuộc đời này. Dạ. Và nhổ tận cái gốc ái, cái gốc ái nhổ tận, thì khi chúng ta nhớ ái mà được diệt trừ, phải là
phải là tam quả, và sắc na sơ đạo tứ quả ái dục sẽ được chấm dứt. Từ cái chứng có dư giảm nhẹ dục ái và sân, tu đầu quần thân kiến và như với cấm thử với cấm thủ, tư đà hàm giảm nhẹ dục ái và sân, ana hàm bắt đầu cắt trừ ái, thì cắt trừ ái đã bước qua một cái tầng thánh tứ quả nữa, thì tất cả phiền não được chấm dứt, nhổ tận gốc, không còn có thể sanh khởi lên được. Thì cũng giống như gốc cỏ đó, cỏ bi này cũng như cỏ gấu, cái gì biết cỏ gấu mà cỏ dưới nó có một cái bầu, mà khi chúng ta cắt cỏ, khi chúng ta nhổ á, nó đứt ra hai cái ngọn, nó sanh cái ngọn khác lên. Mà khi nào mà chúng ta nhổ cái gốc nó lên thì ngay khi đó cái cỏ bi đó cũng như là cỏ gấu thì nó không lên được. Chứ còn cắt nó tăng trưởng, cắt nó cứ tăng trưởng. Thì chúng tôi ví dụ cỏ bi cũng giống như là cái cỏ gấu vậy nhờ. Cho nên ở trong cuộc đời này, ai vâng lời của Đức Phật, Ngài đã chỉ dạy tu tập. Thí dụ như chúng ta tu tập về thiền định, thì chúng ta tu đề mục nó bất tịnh, để chúng ta mới nhàm chán, để chúng ta không ấy luyến. Sinh hoạt của chúng ta làm sao có sự sinh hoạt để rời ái, để lìa ái, thì đây mới chính là một cái giá trị. Còn nếu như mà tăng trưởng ái thì cũng như là cỏ mà nó leo lên, cỏ mà nó leo lên được cây rồi, thì kính thưa quý vị, nó rất là mạnh, nó tăng trưởng rất là nó chằng chịt mà nó đeo bám như là cỏ leo, như là dây leo mà nó bám cây. Dây leo nó bám cây. Cây leo nó bám cây rồi thì cái cây đó nó sẽ chết. Dây nó bám cây, cái cây đó nó sẽ yếu. Và không thể lên được, thì cái ái nếu mà nó đeo vây quanh chúng ta thì thiện pháp chúng ta không tăng trưởng được. Ác pháp nó lại tăng trưởng. Và đây nó để chớ để ma phá hoại. Ở đây tức là ma cái gì? Ở đây tức là ma vương. Ma vương ở đây tức là phiền não. Phiền não nó chi phối chúng ta. Dòng nước của cỏ lau là dòng nước chảy, dòng nước mạnh, nhưng cỏ lau này nó vẫn sống. Phiền não đó tức là được tiếp sức cho cây nó mạnh mẽ, cho cái cây của chúng sinh, tức là cây của ngũ uẩn này, của sắc, của uẩn, của thọ, của tưởng, của hành, của thức này, mà nó lăn trôi. Dạ. Cho nên sự tu tập cần thiết ở mọi người là cái gì? Là phải biết đúng cái pháp tu tập. Từ cái cho đúng cái pháp tu tập thì chúng ta mới nhổ tận được gốc trái, cái gốc ái, như là nhổ cái cỏ bi lên. Và thế là chúng ta mới thành tựu được cái sự an lạc, cái sự tốt đẹp. Trong cái đời sống của chúng ta không được phép mạ lị mắng nhiếc với người khác. Chúng ta hãy nhớ, cái lời nói ác á, thì chúng ta sẽ thú miệng. Lời nói xấu, lời nói không thật, chúng ta sẽ thú miệng như con cá này, như con cá này. Cho nên khéo biết như vậy mà thu thúc cái khẩu, tức là không nói lời ác xấu, không nói lời thô tục, không nói lời chia rẽ, không có nói lời hai lưới. Mà khi chúng ta không có nói dối, nói hai lưỡi, nó đâm thầm, nói lời độc ác, thì thời chúng ta sẽ rất là tốt đẹp, rất là sẽ an vui trong cuộc đời này. Kính thưa quý vị, cái sự tu của tất cả chúng ta, đó là chúng ta biết được cái gì. Không cần chúng ta phải đa văn quảng kiến một cách quá nhiều, nhưng chúng ta cũng phải biết rằng khi chúng ta hiểu, chúng ta biết chia sẻ cho người, chúng ta biết thương người. Chứ không phải khi chúng ta biết nhiều để chúng ta xem thường người, như con cá Kapila này cũng vậy. Rất là tiếc lào thông được kinh điển, đó là một cái phước báo vô cùng to lớn, nhưng lại đi chỉnh sửa, lại là trắng đổi đen, đen đổi trắng, coi như là thật cho là giả, giả cho là thật. Thì điều này, kính thưa quý vị, Phật pháp không dung, trời đất không nang được, không tha được, và không
nghiệp quả nó không có thể nào mà để yên cho chúng ta được. Nói đến đây, phải nói rằng mình nói cho người ta nghe để người ta giác ngộ thì rất là phước. Mình nói cho người ta nghe mà người ta bị mê lầm thì rất là tội nghiệp cho chính mình và cho những người nghe đó. Bởi vì chúng ta phải gây một cái nhân, chúng ta nguyện cái nhân, tức cái nhân chánh tri kiến. Cái chánh tri kiến này chúng ta mới phân lượng, mới đông đo, mới chắc đếm được. Nếu người nào mà không biết có một cái sự chăm đo chắc đếm á, thì không có thực hành theo cái lời dạy của Phật á, thì người ấy chắc chắn rằng không có thành tựu được. Mà khi không thành tựu được thì kính thưa quý vị, nó sẽ là mất mát, nó sẽ là khổ đau vô cùng cho tất cả chúng ta. Ở trong cuộc đời này cũng có nhiều người thân là con cá vàng mà miệng hôi thối, đẹp đẽ tứ chi, hình dáng rất là đẹp, nhưng ăn nói vô duyên, ăn nói thô tục. Giờ không có văn hóa, nó lạ lắm. Bởi vì chúng ta không cần phải hình thức, mà chúng ta phải cần gì? Cần một trái tim, cần một cái tâm. Chai gia qua qua hà tu ba đăng, như là bóng không rời hình, chứ không phải là chắc căng qua hà tu ba đăng, tức là như bánh xe lăn theo con vật kéo xe. Thì đó là những hành động ác. Còn những hành động thiện thì như chai gia qua hà tu ba đăng, tức là như bóng không rời hình. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, cái khổ nghiệp nó rất là nguy hiểm. Và cái ý nghiệp, cái tâm tư mà để xem thường người khác nghèo khổ, người khác ngu dốt, người khác tệ hại, thì điều này là tự hại mình. Quý vị biết, chúng tôi thường nói rằng mình thấy người ta dở, người ta xấu, người ta nghèo khổ, đó là do cái nghiệp của người ta. Mà cái nghiệp hậu bố nghiệp, kiếp thứ ba mới trở đi, nó mới trổ mà. Thì họ bị một cái lúc nào đó thôi, nhưng điều chưa chắc chúng ta có cái phước như họ đâu. Đôi khi họ phước ba la mật, không mạnh hơn, gặp mình trăm ngàn lần chúng ta đó. Nhưng điều do một cái sự cản trở của nghiệp quả, họ phải đáng trả ngay cái kiếp đó hay ngay thời gian đó. Đó là như thế đó. Thì kính thưa quý vị, bởi vì là khi mà họ chưa có thể chuyển qua được cái nghiệp thiện được, cái quả thiện nó chưa trổ ra, bây giờ trổ ngay cái quả xấu. Mà nếu như họ biết, họ tu tập, họ chuyển nghiệp á, thì rất là tuyệt vời. Mà như câu phóng kinh dạy rằng, ai dùng các hành lành để xóa mờ các ác nghiệp, chói sáng cả đời này như trăng thoát mây che. Chúng ta nhớ như vậy. Cho nên đừng bao giờ xem thường người ta. Không bao giờ đừng xem thường người ta. Bởi vì sao vậy? Bởi vì chúng ta không xem thường người khác, tự chúng ta biết kiểm soát chúng ta. Chúng ta chưa trách người ta đâu. Có nhiều khi á, những tội phạm ác xấu vô cùng, nhưng điều khi mình suy nghĩ, nếu như mình bị tình huống như vậy thì mình sao? Chưa chắc là cái tâm sân của mình, cái tâm sát hại của mình ít hơn họ đâu. Bởi vì cái dầu, cái sân độc tiền miên, cái ái tiền miên, nó ngủ ngầm ở trong tâm của chúng ta, nó ghê lắm. Khi cái sự xung đột đó, khi cái sự nóng giận, khi sự bất bình nó trỗi dậy rồi, thì kính thưa quý vị, chúng ta sẽ bất chấp tất cả mà chúng ta làm, gây nhiều cái đau khổ cho nhiều người, cho chính mình và cho tha nhân. Đây là một điều mà chúng ta cần phải sáng suốt, cần phải bình tĩnh khi nói, khi làm, khi suy nghĩ. Và cũng như là hãy nhớ quay về thực hành theo lời dạy Phật, nguyên thủy của Phật giáo, mới thấy được, mới nếm được cái suối nguồn tận gốc tận nơi của lời Phật dạy. Và từ chỗ đó chúng ta mới gắn công, mới tu tập, mới đoạn tận, nhổ tận được cái ái tham. Cái gốc ái này đã được chúng ta đốn chặt và chúng ta phá nó đi, như là cỏ, như là nhổ cái gốc của cỏ bi lên, nhổ cái gốc của cỏ bi lên, như là cái như hồi nãy chúng tôi nói cỏ cú, nó có một cái
nó có một cái chúng ta gọi là một cái bầu dưới đó, đó, chúng ta nhổ nó lên thì nó không còn thôi. Chúng ta cắt ngang là nó vẫn phải sinh khởi lại. Thì cũng vậy, cái sự tu tập cần phải đoạn ái, phải cắt ái là như thế. Và kính thưa toàn thể quý vị, xin có đôi điều trình bày qua câu Pháp Cú số 337 là trong phẩm ái là như thế. Nếu có địa chỉ sơ khắc, kính ngưỡng mong chư Tổng Đức Tăng cùng đại chúng quan thị cho. Kính chấm dứt thời giảng thuyết nơi đây, trước khi dứt lời kính dân Phật Phước Lành để Đức Trời Đức Thích Tứ Đại Thiên Vương, các vị chư thiên một trì chánh pháp, nhất là các vị chư thần chư thiên ở tại chùa Quảng Nghiêm, ở tại nơi chùa và ở nơi tư gia của quý vị, mong tất cả được an lạc, được tấn hóa và thành tâm cầu nguyện phần phúc này đến cho các vị long thần hậu pháp, những chúng sinh ở tại nơi đây, những giác linh chân linh khí linh ở tại chùa Quảng Nghiêm. Xin tất cả được ân trên công đức này và nguyện cho tất cả thân bằng quyến thuộc các bậc thầy tổ của chúng tôi, quý vị luôn luôn được an lạc, được tấn hóa trong cảnh giới tái sinh, và những người còn hiện tiền xin được an vui, được khỏe mạnh, gặp nhiều tự nhiên trong đời sống. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sơn Khai Giá. Dạ, sa thú, chúng con kính Thọ Tuệ Quyền đã giảng bài học số 337 ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Dạ, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tuệ Quyền. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Dạ, con kính dâng bích đến sư. Tu sắp bằng mang lăng rạc hành tu sắp bề đề và ta sắp bà bù trà nữ phá quê nè sá đa sá thi con quân chú tê. Bà quà tu sắp bằng mang lăng rạc hành tu sắp bề đề và ta sắp bằng hâm ma nữ phá quê nè sá đa sá thi con quân chú tê. Bà quà tu sắp bằng mang lăng rạc hành tu sắp bề đề và ta sắp bằng sáng khá nữ phá quê nè sá đa sá thi con quân chú tê. Tất cả hạnh phúc an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, có sự thành lợi thường thường đến người, cầu xin cho quá có tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Dạ, sa thú lành thai. Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa pa san ti vi ha ra wa si ni tu pe ga re bo thi ga re ta hin ta hin ta tham ma đa đề na pa văn tu vô chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra măng đa lê thê ra cha ma cha na wa ca cha bít ca vô sa ra mi ca đa na pa ti u pa sa ca ga ma cha đề sa ni ga ma cha is sa ra sa pa na pu ta su khi ta pa văn tu te cha la mu cha ye pi cha an đa sam pa wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa rằng ba tiết cha tê sắp bề pi đúc kha sa kha ron tu sang kha yang tha tu chi rằng sa tăng tham